Nhiều nông trại ở khu vực Tây Nam của Nhật Bản đang bận rộn thu hoạch loại quả dâu tây độc đáo này. Các nông trại ở thành phố Karasu, tỉnh Saga đang vào mùa thu hoạch dâu tây trắng được trồng từ tháng 9 năm ngoái. Thoạt nhìn, vẻ ngoài của loại quả dâu tây này thì không khác gì dâu tây thông thường. Song ngoài hạt màu đỏ thì từ bên ngoài và trong quả dâu đều màu trắng. Dâu tây trắng có vị chua ngọt nhẹ và rất thơm. Một trong những bí quyết trồng trắng là giảm lượng ánh sáng mặt trời mà cây nhận được. Do nông dân phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức và năng suất cây thấp nên những trái dâu tây trắng đạt chất lượng sẽ rất đắt. Những quả lớn đôi khi có giá hơn 700 yên, tức khoảng 120.000 đồng một quả.